Thưa quý vị, tối ngày hôm qua, sau 90 phút thi đấu chính thức và 30 phút hiệp phụ đầy kịch tính, cùng với những pha sút luân lưu 11m đầy cân não, thì đội tuyển U23 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi mà vượt qua đội tuyển U23 Iraq để bước vào bán kết của vòng chung kết U23 châu Á 2018. Và ngay sau khi trận đấu kết thúc thì người dân cả nước đã đồng loạt đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng, chia vui với thầy trò huấn luyện viên Park Sang-seo. Và sau đây xin mời quý vị sẽ cùng ghi nhận của nhóm phóng viên về kênh VTC14 tại Hà Nội cũng như là thành phố Hồ Chí Minh. Sau chiến thắng của U23 Việt Nam, nhiều người dân Hà Nội đã đồng loạt đổ ra đường tuần hành ăn mừng. Các tuyến phố chính gần Hồ Hoàn Kiếm như Hai Bà Trưng, Quang Trung, Hàng Bài, Bà Triệu ngập tràn cờ đỏ sao vàng, băng rôn khẩu hiệu. Người dân tụ tập thành đám đông, hô to khẩu hiệu Việt Nam chiến thắng, Việt Nam vô địch. Niềm vui sướng háo hức hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi cổ động viên. Niềm vui của cả một dân tộc, đây là một tự hào. Thì chưa khi nào lịch sử có thể làm đến mức độ mình vào được hẳn vòng bán kết này, đó là cái sự vinh dự rất lớn của người Việt Nam. Cái đà này thì chú nghĩ giới của ta là một đối thủ cũng không kém gì Iraq đâu. Thế nhưng mà chúng nghĩ rằng cứ cái đà này thì khả năng chúng ta lại vượt tiếp. Hôm nay đội tuyển Việt Nam chiến thắng, tôi rất là vui mừng, hạnh phúc và xin chúc đội tuyển Việt Nam bước vào vòng bán kết là chiến thắng. Trước chiến thắng thuyết phục và ấn tượng của U23 Việt Nam, nhiều cổ động viên đã quyết định sang tận nơi để tiếp thêm sức mạnh cho các tuyển thủ. Các chú đang chuẩn bị có thể có dự án là để đi sang Trung Quốc để xem cái trận đấu của Việt Nam mình xem là đá mấy lại quan ta xem như nào. Và chú cũng rất nóng ruột, sốt ruột về cái đội tuyển của Việt Nam trận này. Cho dù rằng là trận sau không biết nhờ, trận này là đêm nay chú không ngủ được, chú phải đi cổ vũ. Sau chiến thắng đầy thuyết phục của đội tuyển U23 Việt Nam trước đối thủ nặng ký Iraq, đến thời điểm này thì rất đông người hâm mộ đã đổ xô ra đường để ăn mừng. Như các bạn có thể thấy, đằng sau lưng tôi trong khu vực nhà hát lớn Hà Nội thì hiện nay cờ đỏ sao vàng áo cùng rất nhiều màu đỏ đã ngập tràn. Và Hà Nội hôm nay thì hứa hẹn sẽ là một đêm không ngủ. Gần nửa đêm, lượng phương tiện chủ yếu là xe máy vẫn đổ đến các tuyến phố chính ở Hà Nội và chưa có dấu hiệu giảm. Lực lượng cảnh sát giao thông phải huy động tối đa lực lượng để đảm bảo an toàn cho người dân và sẵn sàng xử lý những trường hợp quá khích. Nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh tối qua đã trở nên nhỏ bé khi đông đảo người dân đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Tiếng reo hò vang dội với con tim đang khao khát hòa chung nhịp đập vào những chàng trai áo đỏ. Không khí thành phố Hồ Chí Minh hiện giờ là 11 giờ rưỡi nhưng mà không khí giống như 9 giờ. Tất cả các cầu thủ Việt Nam đều đá rất là tốt. Mong hy vọng là trận sau sẽ có kết quả tốt hơn. Nay rất là vui. Đội tuyển Việt Nam của mình đá bữa nay là quá ok luôn, đá trên 100% sức lực luôn mà. Dù đội bạn có mạnh hơn cỡ nào mạnh nhưng mà đội mình đá quá hay. Bữa nay 90 phút thi đấu là ngộp thở luôn á. Bữa nay là cực kỳ xúc động luôn. Các bạn bây giờ bảo quá trời vui rồi, giờ mình không diễn tả được cảm xúc của mình nữa. Vui quá phấn khích luôn rồi, quá hứng luôn rồi. Đó, lâu dữ lắm rồi mới xem được trận đấu hay vậy luôn á. Tất cả cùng nhau ca vang những bài ca chiến thắng khi diễu hàng qua những con phố chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Giờ đây, những hy vọng mới lại được thắp sáng với chiến thắng lịch sử, màu cờ đỏ sao vàng. Không nhận được nhiều sự cổ vũ của khán giả nước nhà trên đất Iraq, tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam hẳn cảm thấy ấm lòng khi ở quê nhà, người hâm mộ vẫn không ngừng theo dõi từng bước chạy của các tuyển thủ.